Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì chúng ta đã ghé qua được cái hòn đảo này á. Và trên đảo này thì tương đối là bình yên các bạn. Chỉ có Tinh Tinh sống thôi. Ngoài ra thì không có khủng long xuất hiện ở trên này, nên là mình với vẻ khá là an toàn. Ngoài ra thì mình cũng đang nấu một ít cái khoáng sản ở đây để chuẩn bị lên đường tiếp á. Rồi, ở đây còn dư một ít sắt nè. Mình sẽ tranh thủ mình nấu luôn á cho nó xong. Sau đó thì còn tiếp tục lên đường nữa. Hôm nay thì mục tiêu mình đề ra là chắc sẽ đi tìm một vùng đất để chúng ta bắt đầu xây căn cứ đó các bạn à. Chứ tối ngày lang thang như vậy cũng không phải là một cách hay đâu. Rồi, xác của mình thì nó nấu cũng sắp xong rồi. Mình sẽ thu gom trước cái giường đi. Ok, sau đấy là lấy xác. Vậy là có thể sẵn sàng lên đường tiếp rồi. À, riêng em vẹt thì mình sẽ ẩm đi xuống trước cái đó. Ok, xuống đây đi. Rồi, để em ở đây cái. Để cái thuyền xuống. Rồi lên thuyền đi cưng. Bây giờ rồi. Em cũng chủ động phết các bạn ơi. Ok, giờ thì ra khơi thôi các bạn. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ may mắn và tìm được một vùng đất thật là yên bình ha. Và thật là đẹp để chúng ta còn bắt đầu xây căn cứ nữa. Ủa cái gì đây? Oh, ở dưới biển tại sao lại phát sáng ta? À hình như có cái cọng kia nó phát sáng các bạn ơi. Oh, bây giờ có ánh sáng, chắc có vẻ đây là hướng may mắn đây. Mình sẽ thử đi giữa hướng này ha. Ê, mình gặp một cái thanh niên cầm cái cây gì giống cây đinh ba ở dưới biển lắm các bạn ơi. Chết cơ. Thôi đi, giờ mình yếu xìu đó. Đi ngang người ta tưởng là ha kẻ xâm lăng các bạn. Rồi phóng một cái chìm xuồng rồi. Lúc đó mình với vẹt khổ nữa. Ở đây thì nó có một cái con thuyền đắm, trông khá là lạ. Xa xa có cái bè và một cái chỗ đất liền. Có lý ta. Hướng này hơn thì các bạn ơi. Ở đây ở đây nó có kho báu các bạn ơi. Nhưng mà mình không có chìa khóa để mở cái kho báu này. Wow. Được ấy chứ. Rồi trước khi vô đất liền thì để mình qua đây coi thử khu vực này là cái gì ha. Mình thấy nó giống như là một cái tòa tháp. Và ở trên đỉnh nó còn có một cái rương nữa hay sao kìa các bạn ơi. Làm liền cái xô coi. Sau đó chúng ta sẽ dùng xô nước để trèo lên trên ha, cho nó nhanh. Rồi, và trên này sẽ là chứa rất là nhiều vàng, những cũng như là những cái túi mực ha. Hết rồi. Ui, cái này là cái waystone hả? Được ấy chứ. Mình xin. Ở phía dưới thì cũng có một vài cái thùng khác cho đồ. À, cũng sẽ có vàng ha. Bên này cũng là vàng. Nói chung vô đây là loot vàng không đó các bạn à. May quá cái này là vàng thiệt các bạn. Tưởng đâu là vàng nổi là xong rồi luôn á. Rồi, giờ thì trở lại với em vẹt. Sau đó chúng ta sẽ vào đất liền ha. Cái bè kia thì mình thấy không có rương nên là chúng ta sẽ không ghé đâu. Wow, có hai vùng đất cho mình lựa chọn. Một bên là sẽ là dùng cát đen, một bên sẽ là dùng rừng nhiệt đới. Ê, cái gì? Hả? Trời ơi, cái con này nó dắt cá đi dạo các bạn ơi. À lộn, bơi dạo. Wow, dữ dằn vậy. Ê, cái gì? Nó thồn tới đâu cá nhà tán lại bụp mình rồi chứ. Ủa, đây có phải là một loài khủng long thời tiền sử không? Sao ra đây bơi rồi? Dimorphodon. Quay giống lắm các bạn ơi. Khủng long có cánh không chịu bay đâu mà đi bơi. Trời ơi, một loài khủng long yêu thích cái sự bơi dưới biển các bạn à. Quầy cánh rừng này có vẻ là còn hoang sơ lắm các bạn. Cơ. Ui, có rất là nhiều sinh vật mới đối với mình luôn nha. Được rồi chứ, lấy thuyền. Sau đó trèo lên bờ thôi các bạn. Ok, em vẹt bay lên rồi ha. Rồi, để coi thử đây là cái gì đây. À, không biết nó có dấu gì không ta. Ui, có dấu rương các bạn ơi. Có một thanh kiếm nhạt. Ngoài ra thì xung quanh đây cũng không còn gì hết. Và để chắc cứu hơn thì chắc là mình sẽ tạm thời ẩm em vẹt đi ha.
để đỡ lạc. Nhưng mà cánh rừng này thì không lý tưởng lắm để mình làm căn cứ á các bạn, bởi vì nó khá là không được bằng phẳng ấy, mà cây cũng khá là nhiều nữa. Mình thì đang cần một cái khu đất nó tương đối phẳng để sắp tới mình còn làm nhiều thứ lắm. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Laproot cũng như là Unitalet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Mình sẽ thử đi qua hướng này coi. À, hướng này là cái bờ biển rồi. Vậy là nhiều khả năng cái cánh rừng này sẽ nằm thoi lôi giữa biển đó các bạn à. Quầy ở dưới còn có tiết kim tự tháp nữa kìa. Wow. Vẹt ở đây đi. Mình sẽ bơi xuồng ra ngoài cái. Giai đoạn đầu nên là mình sẽ cố gắng khám phá, tìm kiếm tài nguyên nhiều nhất có thể các bạn à. Mặc dù xuống đây nó sẽ hơi nguy hiểm đó. Quay xe. Mình thấy bọn chúng cầm đinh ba các bạn ơi. Không ổn rồi. Mình sẽ cần một cái bàn chế tạo. Sau đó mình sẽ làm thật là nhiều cửa, nhiều nhất có thể luôn. Ba cái, ây da, có ít quá không ta. Ok, xuống dưới. Tại vì có cửa mình mới dễ lấy oxy được các bạn ơi. Ui da. Trời ơi, nó phóng một cái nửa cây máu mình rồi. Yêu. Yếu mình dùng thế đi các bạn ơi. Mình sẽ đi đường bên hông ha. Cắm cái đuốc lên coi. Rồi, đi xuống đường này đi. Mong là nó sẽ ổn. Chứ khám phá trực diện là mình không đủ sức để chống chọi lại cái bọn cầm đinh ba kia đâu. Hai con nó phóng mình liên tiếp là ná thở liền. Rồi. Tới chưa? Ui, tới rương rồi các bạn ơi. Nice. Thủ đừng lui nha. Ở đây nó có 7 đó. Không đùa đâu. Đây rồi. Đồ nhiều lắm các bạn ơi. Ở dưới này nó còn vài cái rương nữa. Ê. Đặt cái cục gạch xuống trước nè. Sau đó đặt cái cửa. Rồi. Vậy là chúng ta đã có thể thở được dưới này. Mấy con kia nó không có biết xuống đây các bạn ơi. Đỡ quá. Ây. Ui da. À, trong rương nó có 7. À, mình bất cẩn quá. Mình sẽ tranh thủ loot mấy cái thứ mà mình có thể loot được ha. Ok. Nói chung là cũng được thêm mớ đồ nhưng mà Mình trúng độc nặng quá. Bước lên cái này lớn ngớ là hẹo đó nha. Cẩn thận. Ok. Cơ bản cũng kiếm thêm được một mớ ngọc lục bảo với cả là một ít khoáng sản khác các bạn à. Rồi, giờ thì trở lên trên thôi. Tính ra là mất thêm một ngày nữa lên đên trên biển mà vẫn chưa tìm được chỗ để định cư các bạn à. Thôi chắc mình sẽ tạm thời rời khỏi cánh rừng và chúng ta sẽ đi tiếp á. Cái gì? What the heck? Gì đây? Ui da. Ui, cái gì? Giang hồ biển. Ow. Nani. Trời đất ơi. Mình đầy máu mà ăn đúng một cái đao của nó thôi các bạn. Ồ, là đi liền hả? What the heck? Nó biết chọi luôn hả? Anh thằng ơi. Hết gặp khủng long bội chúa bữa nay. Mình gặp giang hồ biển thứ thiệt các bạn ơi. Cái thanh niên này chắc là sống từ thời tiền sử tới giờ hay sao nè. Nhìn vẻ ngoài rất là ghê các bạn ơi. Không ổn rồi. Ôi dồi. Ăn gình gình như vậy sao lấy đồ đây ta. Ok, mình sẽ lén lén đi vòng sau lưng hắn. Ok, hắn không để ý các bạn ơi. Ồ, xí hộp. Ừ, dụ hắn vô đây các bạn ơi. Ok. Mình phải dụ. Ê, hắn biết leo. Ui. Trời ơi. À, hắn mắc kẹt đó rồi các bạn ơi. Nice. Cái xuồng. Ủa, may quá cái xuồng vẫn còn đây. Từ từ. Mình phải lo cho em vẹt cái đó. Đừng để hắn thấy. Rồi. Đi thôi vẹt. Ok. Let's go. Chạy thôi. Ừ, nhưng mà không được. À. Mình không thể nào nhịn nhục như vậy được các bạn. Đừng ông đích thực. Có thù là phải trả. Ê, nhưng mà. Ôi trời. Cút.
Ui, ok, mình đánh hắn được một cái à. Mình chưa có né các bạn ơi. Ê, mình hết té nổ rồi. À, ok. Sao mình không bơi nổi ta? Ê, đừng ông đích thực, có thù là phải trả. Ok. Cay quá à. Thiệt luôn ấy. Trời, hình như xuống nước là địa bàn quán. Được lắm. Được lắm con kia. Rồi, ngươi mạnh rồi, ngươi có quyền. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ trả tất cả mối thù mà ngươi đã gây ra cho ta. Thôi các bạn ơi, đôi lúc đàn ông cũng phải nhịn nhục các bạn à. Không sao hết. Nữa đi, kiểu gì mình cũng phải trả thù cái tên đó. Mình phải nhớ cái tên hắn các bạn. Chưa, từ từ. Hắn là cái gì, Swapping. Ây da, ây, từ từ. Deepling, ây da, Deepling Brute. À, rồi, Deepling Brute, ta nhớ tên ngươi rồi. Sẽ có một ngày thôi, cu. Ây da, chạy các bạn ơi. Nhịn không phải là nhục đâu. Đôi lúc nhịn là quá nhục. Ây da, cay quá. Ủa? Sao quen nó đó các bạn ơi. Đây là khu vực ngôi làng. Ây, ơ kìa. Ôi da, giang hồ biển. Kìa. Ui dồi, mình lại gặp thêm cái con dâm bay đuối nước này nữa. Đã nghèo còn mắc cái eo nữa chứ. Ok. Ê, thôi xong rồi, vẹt ơi. Lẹ lẹ cưng ơi. Chú lẹ. Nó tới rồi. Ôi no. Con khủng long bầu chúa này nó vẫn còn các bạn ơi. Trời ơi, mấy cái bác này thì đi ra biển để săn mấy cái tên giang hồ biển. Ủa em vẹt. Hả? Hình như em vẽ không có tele thôi mình kịp các bạn ơi. Ôi xong rồi. Ok, tạm thời ngủ trước đi. Sáng dậy ra rước em vẹt vô sao. Mẹn đét ơi. Có biến thiệt chứ. Ok. Ê, Ripper. Từ từ. Quay xe. Ê, bình tĩnh. Ui dồi, hên quá. Ê em vẹt. Ui may quá em vẹt mình còn các bạn ơi. Hú hồn chim én, coi kìa, con cũng là một chú nó bơi, nhìn thấy ghét không? À, đúng rồi, bay theo anh đi Việt ơi. No, đừng. Ui dồi, hên, nó không có ăn thịt Việt các bạn ạ. À, như Việt nhỏ quá, nó không thèm ăn thịt, nó chỉ muốn ăn thịt mình thôi. Mà Việt mình thì lại cứ bơi sau mông của con khủng long này hoài. Hay da. Ok, thời khắc quyết định. Nhảy xuống. Hút em vẹt dục lên xuồng. Ok, thành công rồi. Mình đã dụ nó ra xa biển hơn rồi các bạn ơi. Giờ thì mình đi vô trong đất liền luôn đi. Mình chỉ cần giữ nó một cái khoảng cách nhất định thôi, không lót nó ra thì nó sẽ không có phát hiện ra mình đâu các bạn. Nè, kiểu xa như vậy là nó sẽ không thấy mình đâu. Ok, tạm thời là cơ bản an toàn rồi ha. Em vẹt thì mình sẽ để đây. Nên ta ok, ở đây chắc sẽ không sao đâu. Rồi, và đã lỡ vô đất liền ngay đây thì thôi, mình sẽ xác định đây chính là khu vực để chúng ta định cư luôn hết các bạn. Mình thấy ban đầu á, chỗ này cũng tương đối đẹp nha. Khúc trên này nè, nó khá là phẳng. Mình sẽ bắt đầu chọn ra một khu vực ổn nhất để chúng ta đặt cái căn cứ của mình trong tương lai. Mình nghĩ căn cứ của mình sẽ nằm đâu đó ở khoảng này luôn đi các bạn. À, ngay đây luôn nè. Nhưng mà phần đất này thì chắc cần phải dọn ra một xíu cho nó phẳng tí á. 3 hours later. Và sau khi dọn mặt bằng thì mình thấy chỗ này bắt đầu là ngon nghẽ hơn để chúng ta có thể xây căn cứ để chống chọi lại khủng long xung quanh rồi đó các bạn. Dự tính á là mình cũng làm một căn cứ bé thôi. Nó sẽ có cái mặt tiền là hướng ra biển đi. Ừ, view ra biển là đắc địa nha. Rồi, chỗ nhà ở sẽ bên đây.
còn khu vực làm việc thì chắc sẽ ở bên phải một tí ha. Và loại gỗ mình dùng thì mình có nên dùng gỗ của cây hoa anh đào không ta? Chặt thì nó sẽ hơi khó đó các bạn à, mà cũng không nhiều gỗ lắm. Phải chi mà mình gặp được cái cánh rừng gỗ Vân Sam thì hay biết mấy ha. Ừ, để mình thử đi trên kia mình khám phá tí, coi có gặp cái cánh rừng gỗ Vân Sam không. Chẳng tiện mình lấy cái mầm cây về á, mình nhân giống mai mốt còn có gỗ mà xây dựng nữa các bạn. Trên này có vẻ là toàn là mấy cái gỗ sồi thôi các bạn. Ngoài ra thì không có gỗ Vân Sam rồi. Đằng kia còn có cái cánh rừng, cánh đồng chứ, trông đẹp ha. Ở đây có thêm ngọc lục bảo cho mình. Tính ra cái núi này tiềm năng phết đó nha. Mới mốt mình mà có cúp gia tài các bạn, lên cái núi này nghi nghĩa xung quanh cũng đào được mớ ngọc lục bảo cho mà xem á. Ui, có gỗ Vân Sam rồi. Let's go, đây rồi. Thì ra đây là một cái thung lũng gỗ Vân Sam các bạn. Xung quanh toàn là núi không à. Nhìn khá là đẹp luôn ấy chứ. Rồi, chặt một cái cây. Sau đó thì đợi đi lượm mầm cây thôi. Mới được có một mầm mà. Mình cần nhiều hơn đó. Đây, hai mầm. Tầm 4 mầm là đẹp. 4 mầm là mình có thể trồng được một cái cây to các bạn. Đó. Phải vậy chứ. 7 mầm rồi. Yeah. Lỡ rồi, chặt thêm nhiều tí đi các bạn. Và tất nhiên rồi, sau khi chặt cây thì chúng ta nhớ trồng cây lại nha. Không thôi là mai mốt không có cây đâu mà chặt tiếp á. Ok, mình sẽ mang về đúng 12 mầm cây thôi ha. Chỗ này thì không. Còn ngọc lục bảo cơ. Lỡ cất công leo núi vất vả rồi, phải lấy về ít ngọc lục bảo gỡ vốn lại chứ. Ủa, 2 quặng luôn. Ui, 3 quặng. Được quá chứ. Về tới nơi thì cũng đã nửa khuya rồi. Mình sẽ tranh thủ đặt cái giường. Thôi xong rồi. Cái giường mình để trong làng rồi. Thôi làm tạm một cái giường mới ở ngoài này ngủ cũng được các bạn. Mình sẽ đổi ra một ít gỗ nè, làm cái bàn chế tạo. Chế một cái giường màu trắng ở đây. Rồi, chợp mắt thôi. Sáng dậy còn bắt tay vào việc xây dựng nữa. Và trước khi xây thì để mình trồng mấy cái cây Vân Sam này, để vừa xây và vừa đợi cho nó lớn lên luôn ha các bạn. Ok, mong là nó sẽ mau lớn. Ý, hồi nãy mình thấy trong rương mình hình như còn một ít bột xương nè. Được ấy chứ. Thôi, mình sẽ dùng bột xương đi cho nó mau các bạn ơi. Để có thêm gỗ tí còn xây nữa. Rồi, chặt thôi. Đó. Wow, thích nhờ. Ui, gãy rìu rồi. Làm luôn một cái rìu mới coi. Một cái rìu này thì chắc chặt tầm 2 cái cây gỗ Vân Sam các bạn. Là muốn gãy mất tiêu à. Ủa? Ok. Trời ơi, nó không có chịu chặt hết nữa. Thiệt luôn. Quất thêm 2 cây nữa đi. Là mình nghĩ là dư gỗ để mình xây luôn cái căn cứ đó các bạn à. Phần nhà ở của mình thì nó bé bé cơ vậy là được rồi đó các bạn à. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái khu vực, có thể là mình sẽ chăn nuôi bên trong cũng được. Hoặc là tương lai mình có được những cái loài khủng long đầu tiên thì mình cũng sẽ cho ở khu vực này cũng khá là ổn hết các bạn. Nếu mà nhìn từ trên cao xuống thì khu vực ở của mình nó dự kiến sẽ có cái khung giống như vậy ha. Nè, nhà ở của mình là phần gỗ. Còn ở phía bên ngoài thì giống như là một cái bức tường vậy đó các bạn. Tại vì chỗ này rất là hay xuất hiện khủng long bạo chúa luôn. Nên là mình phải có một cái bức tường kiên cố thì mới chống chọi lại nổi các bạn ơi. Kế hoạch của mình là như vậy. Còn bây giờ thì để mình bắt đầu xây cho nó chi tiết hơn á. Từ cột cho tới phần tường luôn. Tạm thời thì mình đã xong được đâu đó khoảng 60% của cái khu vực nơi ở rồi đó các bạn. Lúc đầu thì mình thấy nó cũng tương đối bự ha. Nhưng mà sau khi xây xong thì nó không còn bự như mình nghĩ các bạn à. Nhưng mà không sao, nhỏ nhỏ cho nó ấm cúng ha. Rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ đi ngủ một giấc. Rồi sau đó mình sẽ hoàn thiện nốt cái phần chi tiết các bạn à. Nhất là cái phần mái cũng như là mấy cái cửa sổ nè. Là lúc đó chúng ta có thể vào trong để định cư được rồi đó. Còn mấy cái lặt vặt trang trí thì mình sẽ từ từ thêm vào sau ha. Ê, ôi sao cúng cúng vậy? Nó tới rồi các bạn ơi. Trời ơi, xây gần xong rồi thì nó lại xuất hiện. Thì cái tình, hên là mình xây căn cứ có cái bức tường bằng đá các bạn. Nó không thể tấn công mình được.
Ồ, nó gầm thét, Yêu, cái hơi thở của nó mạnh lắm các bạn ơi. Bọn cướp ở xa xa nữa chứ. Lợi ăn mấy bọn cướp đỡ đi. Ta còn ốm nhách lắm nha mà. Không có ngon lành gì đâu. Ê, mình có cái này các bạn. Dù sao thì nơi này mình cũng đang còn rất là trống. Và tạm thời thì mình chỉ ở bên trong ngôi nhà thôi. Nên là mình sẽ tạm thời giăng bẫy cái con khủng long bạo chúa này. Dụ nó vô đây, sau đó rào cái này lại. Ừ, các bạn thấy vậy có hợp lý không? Và để làm được điều đó thì bây giờ mình cần phải làm khá là nhiều những cái cổng rào các bạn. Đây, công thức nó... Từ từ, hình như hơi ngược. Vậy mới đúng. Mình sẽ làm tổng cộng là 3 cái. Ok. Đủ không ta? 1 2 Thánh thần ơi, nó gầm. Dã man đi chứ. 3 cái không đủ các bạn ơi. Phải làm thêm 2 cái nữa. Để mình chặn cái đường ra của nó lại á. Ok. Tiếp theo là làm thêm một ít cái tấm áp lực ha. Ê, lộn. Tấm áp lực gì mới đúng. Cũng là 5 cái luôn. Rồi. Sau đó thì mình chỉ đặt ở phía bên ngoài thôi nha. Ây. Trời đất ơi. Nó gầm kìa. Kinh dị không? Ê, từ từ. Phải làm sao ta? Nó dậm là bể block hả? Chuẩn bị nha, mình chuẩn bị đường chạy trước. Hình như nó không chui qua một ô được các bạn ơi. Ok. Ê, từ từ. Hay là mình đào ở đây cái hố đi. Ừ, mình nghĩ có cái hố sẽ ngon lành hơn các bạn ơi. Nhốt nó dưới hố. Ít ra thì nó sẽ không chạy lông nhông trong này được. Mình thấy đó là ý kiến hay á. Ủa, nó biến mất rồi hả? Chưa. Thánh thần ơi. Nó giả bộ, con này cũng khôn phết đó các bạn ơi. Nó giả bộ để nó dụ mình ra. Đâu có dễ. Và để cái chỗ bẫy này nó chắc cố hơn nữa thì mình sẽ dùng những cái cửa sập ha. Rồi. Con khủng long này kiểu gì nó cũng bị mình cháp cho mà xem. Đợi đấy. Đặt gì mới đúng. Rồi, đặt mé ha. Mình sẽ tính đường lui nữa các bạn ơi. Ok, có vẻ ổn rồi đó. Ba cua tới không tại? Từ từ. Ủa sao giống như không tới quá. Ừ, không tới thiệt. Trời đất ơi, tí nữa là toang rồi. Nhảy hụt kiểu đó một hồi là nó nhòm nhòm mình luôn á. Rồi nó biến mất chưa? Ui, nó chưa các bạn ơi, con này công nhận nó đủ thông minh để nó biết dụ mình. Nó tức lên rồi các bạn ơi, nó tức lên rồi. À quên, mình phải dọn dẹp chỗ này nữa chứ. Chỗ này phải đủ rộng thì nó mới chui qua được. Ây da. Thôi. Trời ơi, nó khè nước miếng, nước mồm gì văng tùm lum. Ok, ba ô nó chui qua được không nhỉ? Như 5 ô nó mới chui qua được các bạn ơi. Con này nó khá là to luôn á. Đập đi, tí mình xây lại sao. Nhanh thôi các bạn. Quan trọng là dụ được con này nè. Ủa chưa được nữa hả? Phải đập thêm hai khối này nữa. Nó cắn gãy xương mình luôn. Lực cắn của khủng long bầu chúa rất là kinh khủng các bạn ạ. No. Các bạn coi nó chạy kìa. Vô đây. Ủa. Ôi, cửa sập nó bị đóng lại rồi. Mẹn đấy cô. Ok. Vô đây. Yes. Khủng long bạo chúa thì cũng bị dụ thôi. Tưởng thế nào. Ai vậy, nó mạnh thiệt các bạn. Trời ơi, nó cắn mình. Không kịp xử lý luôn á. Nhưng mà ít ra tạm thời thì mình đã bắt nhốt được khủng long bạo chúa rồi các bạn. Mở ra một cái hướng mới để mình sắp tới có cơ hội thuần hóa khủng long bạo chúa ha. Còn ánh mắt của nó kìa. Liêm diêm. Chắc mình phải cho nó ăn cái đã các bạn ơi. Ăn bánh mì không? Hôm bữa thấy thích ăn bánh mì đó. Cho ổ bánh mì nghe. Đừng có la nữa. Sầm à. Mình sẽ tranh thủ mình sửa lại chỗ này các bạn. Trời đất ơi. Phải đầu tư vậy đó mới tráp được khủng long bạo chúa các bạn ơi. Sau khi chỉnh lại cái phần cổng thì ok,
cơ bản thì nơi ở của mình nó đã xong được cỡ 80% rồi đó các bạn. Còn một số chi tiết nữa thôi, mình sẽ hoàn thành trong thời gian sắp tới ha. Từ từ, chắc là mình nghĩ mình nên dời cái kho đồ cũng như là cái giường của mình vô trong để mình bắt đầu định cư ha. Còn thanh niên khủng long bò chúa này thì mình chưa có thuần hóa được, nên là cứ tạm thời để đó thôi. Đây sẽ là đêm đầu tiên, ôi dạ, cực kỳ rung động của mình dư chấn tùm lum ở nơi ở mới ha. Nhưng mà hôm sau, từ rài về sau thì nỗi lo khủng long bò chúa đã dẹp tan rồi các bạn. Tại vì khủng long bò chúa đã nằm gọn trong cái căn cứ của mình rồi. Và hôm nay thì mình chưa có hoàn thành kịp cái căn cứ á, nên là chắc là mình sẽ dành cái khoảng thời gian còn lại để chúng ta đi cày tài nguyên đi. Dù sao á, mình mặc giáp sắt các bạn, nó rất là yếu luôn. Các bạn để ý nha, mình mặc giáp sắt thôi mà con khủng long bò chúa này nó cắn một hit là muốn đi rồi. Nên là tốt nhất mình nên sắm cho mình một bộ giáp bằng kim cương thì sẽ an toàn nhất các bạn à. Ơi nhưng mà mình bị cướp chặn đường các bạn ơi. Tiểu Lý Phi Riêu, bọn này là Tiểu Lý Phi Riêu các bạn ơi. Ui bọn chúng biết chọi rìu. No. Chạy lẹ. Mình sẽ ghé làng xíu. Mình không phải báo làng đâu, mình chỉ quan bển mình mượn ít kiện rơm thôi. Tại giờ mình chưa có đồ ăn các bạn ơi. Trời đất ơi. Lô chạy trốn mấy bữa nay có canh tác chăn nuôi gì đâu, nên là bắt buộc. Cái gì? Hả? Anh em cây khế với con khủng long ngoài kia nó đã áp sát được làng rồi. Oh no. Ê. Ôi, các bạn có muốn mình bắt luôn cái con khủng long bò chúa này cho vô cái hố nhà mình không? Bạn nào muốn thì hãy comment ở dưới bình luận nha. Bây giờ thì bây giờ mình chạy trước. No. Chạy đi mấy cưng. Chạy đi. Ui mình sắp không ổn rồi các bạn ơi. Ai. Nó sắp dí được mình rồi. Mình cần phải chuẩn bị một cái lỗ khác để mình nhét cái con khủng long này vô trong các bạn ơi. Ui may quá. Chạy kịp. Yêu. Một lỗ mà hai con được không trời. Sao mình nghi quá. Quá trời quá đất rồi. Nó muốn vô căn cứ mình lắm rồi. Yêu. Quyết định làm căn cứ. Ê, cẩn thận. Đây lúc mình cần phải tập trung nè. Đóng cửa rào lại trước. Ok. Thôi chạy vô các bạn ơi. Ấy. À. Thất bại rồi. Ôi no. Thất bại rồi. Ok, chuẩn bị, vụ lại. Chạy qua đây. Ừ, cắn hụt. Ê, sao hai con nó bêm nhau rồi. Oh no. Bình tĩnh. Ây, no. Trời ơi, sao hai con lại bêm nhau rồi. Bêm tôi nè. Ê, đừng cắn nhau. Rồi. Một con T-Rex đã ra đi rồi các bạn ơi. Ây da. Ôi thanh niên này còn có 4 máu rồi các bạn ạ. Không hẳn là hôm nay mình thành công đâu. Mình cũng hơi thất bại rồi đó. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm á. Mình sẽ đào một cái hố khác các bạn. Tại nãy mình tham quá. Mình tính nhốt hai con chung một chỗ luôn. Tạm thời mình sẽ gác qua cái chuyện mà một khủng long bảo chúa đã bị sơ tái ha. Mình sẽ bắt đầu chế tạo lại một cái set dụng cụ bằng sắt nữa để phục vụ vào chuyến đi tìm kim cương của mình đó các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai rồi mà mình vẫn chưa có tìm được kim cương, nên là phải gấp rút tìm mới được đó nha. Set giáp của mình à, còn thiếu cái nón hèn gì. Ok, làm thêm cái nón đi ha. Với cả là thêm một cây rìu nữa. Xây cua. Rồi ok, tạm thời ổn. Xách theo xô nước nè. Ừ mà hồi nãy mình quăng bệnh, mình kiếm thức ăn, chưa kịp lấy thức ăn nữa. Mình còn ít trái táo ăn đỡ táo cũng được các bạn. Dưa hấu nè. Mình sẽ chẻ ra thành mấy lát nhỏ luôn. Đó, ăn tạm mấy cái này ha. Chạy qua làng để chúng ta kiếm kiện rơm. Hy vọng là đừng có thêm cái con bạo chúa nào
nó xuất hiện ở bên làng đó nha. Không thôi là mệt mỏi đó các bạn. Ban đầu mình không muốn sống ở đây là vậy đó, tại hay xuất hiện khủng long bạo chúa lắm. Rồi không biết là dân làng có sống sót nổi qua cái cuộc càn quét của cái con bạo chúa kia không nữa. Con mèo thì còn nè. Nhưng mà dân làng, hình như dân làng bị đồ sát hết rồi các bạn ơi. Hồi sớm á mình thấy ngoài này đúng nhiều luôn. Trời ơi, cái làng đông đúc ngày nào, hiệp sĩ tùm lum ở đây nè. Giờ còn ai đâu? Giang Hồ Uyển. Con này, hả? Anh Golem. Trời đất ơi, anh Golem đi tắm biển. Ui, tính ra anh Golem hên nha. Nhờ anh tắm biển nên là con bạo chúa nó không lặn xuống nó cắn anh. Chứ ảnh mà ở trên bờ là chắc cũng bị sơi tái rồi. Hên cho anh Golem. Mà giờ mình chưa có đồ nghề để cứu ảnh nên là cho anh tắm dưới một thời gian đi. Kiện rơm trong làng còn không ta? Hình như hết trơn rồi các bạn, hôm bữa mình càng quét hết rồi. Trời luôn, khổ luôn. Nghèo gặp cái eo. Thôi, kệ. Còn ít trái táo đi mai chắc cũng được các bạn, không sao đâu. Có gì ăn đó đi ha. Ok. Anh khổ lắm rồi, đừng xin anh nữa. Khổ lắm rồi. Có cây cuốc nè. Gặm cây cuốc đó đi. Giờ hết đồ ăn để cho rồi các bạn. Mình sẽ coi coi. Đây có cái hang. Mặc dù nó hơi nhỏ nhưng mà nó cũng dẫn khá sâu các bạn ơi. Chết không, nãy đi không có đem theo thang. Mày quá, chỗ này có thang các bạn ơi. Rồi, làm liền đuốc ha. Ông tôi là không thấy đường thấy xá đâu mà đi đào quặng đó. Đào gì mà cũng gặp được hóa thạch khủng long nữa kìa. Trời đất. Ok đấy chứ. Quên ta. Trời ơi, bữa nay mình quên nghiên cứu về khủng long, hóa thạch khủng long đồ. Mình bỏ bê công việc quá. Nhất định ở tập sau mình phải bắt đầu nghiên cứu về hóa thạch khủng long mới được. Để mình tìm cách, chúng ta sẽ khôi phục lại những loài khủng long mà dễ thuần hóa trước á. Chứ bây giờ mới vào mà mình thuần hóa khủng long bạo chúa thì nó kiểu nó bị ao trình quá các bạn. Nó hơi khó cho mình á. Cái gì cũng phải từ từ mới được. Và việc làm bạn với khủng long cũng vậy ha. Rồi, và nãy giờ mình đào cũng khá sâu. Mình bắt đầu gặp thêm Blend Fossil rồi nè. Khá nhiều nha. Đây rồi. Có hàng rồi. Kim cương. Chính xác là nó rồi các bạn ơi. Ở đây đừng nói có kim cương phát nữa nha. Không phát. Đây là kim cương real. Ê, nhưng mà có một quặng à các bạn. Man. Thôi, khởi đầu như vậy cũng tạm ổn. Có cái bình gì nè. Có khi nào đập gì ra kim cương không ta? Không, ra cái nịt. Hướng này thử xem. Ốp. Hai con xương này nó hội đồng mình các bạn ơi. No. Ây da, nó bắn đầu quá. Ui. Ok, mình vẫn ổn. Đừng có khung nào tới đây nữa là được. Và nó có cả kim cương ở đây. Nice. Ăn vô liền. Để tí còn hồi phục các bạn. Mấy viên? Nhiều đi. Được 2 quặng. Có thêm không? Hết rồi. Thôi, nói chung có tiến bộ là được các bạn ơi. Nãy giờ mình được 3 viên rồi. Làm được một cái cúp kim cương rồi đó nha. Có lý đấy chứ. Còn thêm không? Cái gì vậy? Vàng. Cũng như là một cái chỗ thạch anh tím các bạn à. Trong này quỷ tối ôm vậy. Nhưng mà thôi mình cũng lấy ít đi. Coi có công dụng gì hữu ích không. Làm cũng được nhiều thứ quá nè. Ok, vậy mình cũng sẽ gom về ha, để dành. Kim cương. Có lý. Nhưng mà qua đó hơi căng nha. Đây rồi, let's go. Hai quặng các bạn ơi. Ngon đấy chứ. Cẩn thận, lọt dữ là hơi mệt nha. Không có đùa đâu. Rồi, chặn gì đi cho chắc. Ok, đấy thôi. Và nãy giờ, 3 quặng. Và nãy giờ mình đào được tổng cộng là 6 viên kim cương rồi các bạn ơi. Ô.
chuồn qua đây luôn. Ấy. Ui mày quá, không sao không sao. It's okay, it's okay. Ở đây còn kim cương không? Ui ở đây không có kim cương mà có tiểu cường rồi các bạn ơi. Dạ. Đỡ lại nè. Bắn đi. Ây da, chua chua, cái khiên trong đây nó hồi lâu quá. Ô mày chui. Chạy chạy. Ô. Hóa thạch đá bản sâu. Đây là một hóa thạch khác nữa. Wow. Mình đào được hóa thạch khác các bạn ơi. Có đúng một cái hóa thạch thôi. Nó cực kỳ tệp màu luôn nha. Nè 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 nè. Thêm một loại hóa thạch đó. Thêm một mẫu hóa thạch nữa nè. Ui. Vậy là nãy giờ nhiều khi mình bỏ sót nhiều hóa thạch lắm đấy. Tại vì nó rất là tệp luôn. Đây là cái khu có hóa thạch hay sao á. Nhìn kỹ kỹ tí nha. Mấy cái blend fossil này thì quá nhiều các bạn. Mình sẽ hạn chế đào nó lại một ít cũng được. Không sao đâu. Hết rồi, vậy là ở đây hết rồi. Cũng ngon, kiếm thêm được hình như là ba cái Paleozoic fossil ha. Ok. Thôi đi lên thôi. Không biết cái thanh niên khung lồng bò chúa này. À vẫn ổn các bạn ơi. Và lượng máu đã hồi phục lên chưa? Ui hồi phục rồi. Wow. Ê công nhận là khủng long bạo chúa, mặc dù tấn công bị trọng thương nha, nhưng mà hồi phục cũng rất là nhanh các bạn ơi. Mới đi mai xong trở về thì khủng long bạo chúa đã hồi đầy máu rồi. Wow, mai mốt mình mà thuần hóa được khủng long bạo chúa thì kiểu gì mình cũng sẽ có một trợ thủ đắc lực cho mà xem các bạn ơi. Còn giờ thì chắc mình phải ngủ thôi. Hôm nay đã là một ngày khá dài đối với mình rồi, nhưng mà không sao, ít ra các bạn mình cũng đã có được nơi để chúng ta định cư ha. Ngoài ra thì còn có một vị khách hơi cục sốt một xíu bán hành cho mình từ hôm qua tới giờ. Rồi và sắp tới thì căn cứ này mình sẽ cố gắng hoàn chỉnh nó sớm nhất để chúng ta có thể bắt đầu làm nhiều cái công việc khác ở phía bên trong cái khu vực an toàn này ha. Với cả là bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lockroot cũng như là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc, lên shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình. Cái gì? Ây, what the heck? Ý, trong hành trình thời đại khủng long nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng có dí ta. Bye bye.